Sáng nay, ngày 3 tháng 12, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cộng đồng 18 tháng 4, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Đây là một trong 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP do Sở Công Thương Hưng Yên hỗ trợ triển khai trên địa bàn thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Lâm nhằm mục tiêu giới thiệu quảng bá và xúc tiến thương mại. Tại đây trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thủ công, mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm của các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nổi bật như các sản phẩm cam, bưởi của huyện Khoái Châu, Kim Động, long nhãn, hạt sen của thành phố Hưng Yên, nấm Việt Tú, hóa mỹ phẩm Hoa Lan và một số sản phẩm OCOP nổi bật của Hải Dương, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm được trưng bày và bán tại điểm được niêm yết giá đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc theo quy định hiện hành.